Vẻ đẹp cá tính của quán quân Asia Next Top Model 2016 Taiwan. Chân dài Thái Lan Taiwan Kikong đánh bại hai đối thủ nặng ký đến từ Hàn Quốc và Indonesia để giành chiến thắng. Chung kết chương trình Asia Next Top Model mùa 4 lên sóng hồi tối ngày 1 tháng 6 với màn tranh tài của ba người mẫu Patricia Guwan Indonesia, Sun In Hàn Quốc và Taiwan Kikong Thái Lan. Chiến thắng đã thuộc về cô gái 20 tuổi Taiwan. Taiwan Kikong sở hữu chiều cao 1m77, là người mẫu chuyên nghiệp tại Thái Lan. Cô sở hữu gương mặt góc cạnh và những đường nét khá đẹp. Với danh hiệu quán quân siêu mẫu châu Á, Taiwan nhận được giải thưởng là một chiếc xe hơi, hợp đồng người mẫu với công ty vạn lý người mẫu Star Model Management tại London, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Hamburg Laza Singapore. Taiwan là người mẫu Thái Lan thứ hai giành ngôi quán quân Asia Magnet Top Model. Kết quả này khá bất ngờ bởi Taiwan không phải là thí sinh nổi bật trong suốt quá trình thi. Chân dài Hàn Quốc, Sun In mới là đối tượng nặng ký cho vị trí số 1 và từng chiến thắng rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, Taiwan đã bứt phá ở thử thách chung kết và làm hài lòng số đông khán giả. Tân Á Quân chia sẻ, tôi hạnh phúc đến mức không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình lúc này. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được.